Nếu thời gian đứng riêng thì là vô tận, nhưng đối với mỗi cuộc đời chúng ta thì nó lại là hữu hạn. Hân đã lựa chọn được con đường tiếp theo. Cả nhà nhớ bấm theo dõi, nhấn like và chia sẻ để tiếp thêm động lực cho Hân nha. Xin chào cả nhà, chúc mọi người một ngày thật vui và bình yên nha. Đố mọi người biết đây là cây gì nè? Đối với người dân miền Tây thì đây là một loại cây không hề xa lạ mà còn gắn liền với tuổi thơ. Đây là cây bần, một loại cây mọc dại mọc ven sông, ngoài có tác dụng giữ đất phù sa, nó còn ngăn sạt lở. Cây bần còn được hái trái để ăn và nấu ăn nữa nè. Cây bần còn có tên gọi khác là cây thủy liễu. Có một giai thoại về cây bần liên quan đến một vị vua, đó là vua Gia Long thời ông còn gian khó. Ông đã từng được người dân địa phương làm món canh chua trái bần để dùng. Món canh chua tuy lạ nhưng rất ngon. Khi được vua hỏi đây là trái gì thì người dân không dám trả lời là trái bần, bởi vì từ bần thì không được dùng với vua. Từ đó thì vua Gia Long đã đặt tên cho cây bần thành cây thủy liễu, vì nó mọc ở dưới nước, lá nhỏ và mềm mại rủ xuống như lá liễu. Tuy là được đặt tên gọi khác nhưng mà người dân vẫn quen gọi là cây bần vì nó đã rất là gần gũi và gắn bó với người dân. Như vậy thì khi mùa nước nổi về, miền Tây ngoài bông điên điển, bông súng, cá linh, cá bông lau thì còn có mùa bần nữa nha cả nhà. Hôm nay mình đi hái trái bần về, nấu canh chua với cá bông lau và làm món cá kho bần ăn nha. Người ta nói là cá bông lau rất là thích ăn trái bần chín, và ngược lại là trái bần chín mà nấu với cá bông lau là món gì cũng ngon. Trái bần lúc còn sống thì chua và chát, nhưng mà trái bần chín thì có vị chua và có mùi thơm rất là thơm, rất là đặc trưng, nhưng mà hoa bần thì lại không có mùi thơm. Bông bần rất là đẹp luôn nè cả nhà, nhụy hoa màu trắng dài và cái phần đài hoa thì có màu hồng đậm. Cây bần quen thuộc với người dân đến nỗi được đưa vào ca dao hay là lời bài hát. Trong ca khúc Em Về Miệt Thứ của nhạc sĩ Hà Phương có câu như sau: bông bần rụng trắng bờ sông, lấy chồng xa xứ khó mong ngày về. Mọi người cùng nhìn xem, cây bần mọc dọc hai bờ sông, cảnh vật rất là yên bình luôn nè. Bây giờ chúng ta cùng về nhà thôi. Chúng ta có thể làm được rất nhiều món từ trái bần, ví dụ như nấu canh chua, kho cá, làm gỏi hoa bần, lấy nước cốt bần hay là làm mứt bần. Người ta còn lấy trái bần chua để chấm kèm với các loại mắm. Nhưng mà tuổi thơ của mấy chị em Hân thì là chấm với muối ớt cay. Vị chua, chát của trái bần quyện với vị cay cay mặn mặn của muối ớt, rất là ngon luôn đó cả nhà. Trong video này, Hân sẽ giới thiệu với mọi người về cách làm cho cái nồi đất mới mua nó sẽ sử dụng lâu hơn, bền hơn và nó sẽ có cái mùi thơm, sau này mình kho cá ăn sẽ ngon hơn nha. Đây là loại nồi đất truyền thống, người ta nặn từ đất sét và đun trong lửa ở nhiệt độ cao, chứ không phải loại nồi đất đã trắng men thì mình không cần phải làm gì nữa nha. Bây giờ hồi mình đi rửa cái quay cho nó đỡ thôi bạn. Lâu ghê. Nắng vừa đúng không bà? Mà nó khét. Khô lên nó khét. Ba Hân nạo hai trái dừa, mình để vào trong nồi đất. Mình sẽ rang cho đến khi mà dầu dừa trong xác dừa nó chảy ra, thấm vào nồi đất và làm cho nồi đất trở nên đen và bóng hơn. Hồi xưa thì ba nói là người ta rang bằng cám hoặc là rang bằng cát,
nhưng mà bây giờ người ta rang bằng dầu dừa. Sau đó thì mình rửa lại thật là kỹ và mình có thể nấu lại với nước sôi một vài lần để nó loại bỏ đi cái mùi khét nếu có nha. Xong rồi thì mình bắt đầu ướp cá bông lau để kho. Cá thì mình sẽ ướp trước khoảng 30 phút để cá thấm gia vị, ăn sẽ ngon hơn. Thịt cá bông lau vừa dai vừa ngọt, rất là ngon và bổ dưỡng. Ở đây thì Hân chỉ có thêm một chút xíu muối, một chút xíu đường, nước mắm và nước màu dừa. Xong rồi mình trộn đều với ớt nữa là xong. Trong thời gian chờ cá ngấm gia vị thì Hân sẽ đi hái cây môn về nấu canh. Đây là cây môn mọc ở dưới nước và nó sẽ không có củ và người ta dùng để ăn lá. Nó cũng giống như cây bạc hà đó cả nhà. Nhưng mà cây môn này nó không có gây ngứa, và để phân biệt với cây môn ngứa và cây môn không có ngứa thì mình sẽ nhìn trên lá của cây môn, nó có một cái chấm đen, tức là mình ăn được. Mình lột bỏ phần vỏ ngoài của cây môn. Cây môn này thì nó có mủ ngay cái chỗ mà Hân cắt á. Chút xíu nữa mình rửa xong mình sẽ cắt bỏ cái phần mủ màu vàng này đi. Bây giờ mình bắt đầu nấu canh chua. Mình bắt một cái nồi nước lên nấu và chuẩn bị bỏ bần vào. Bần thì mình sẽ lựa trái nào chín rồi hoặc là trái đã thật là già. Mình sẽ chẻ ra nhỏ nhỏ như muối cao vậy đó, rồi mình bỏ vào nồi nước, mình nấu trong khoảng 5 đến 10 phút. Bần nó sẽ tự rã ra và mình dầm thêm ra để mình lấy nước chua. Sau đó thì mình sẽ thêm cá vào luộc và thêm một tí xíu muối cho cá vừa ăn. Môn và đầu bắp Hân sẽ cắt lát xéo cho đẹp. Như vậy nồi canh chua của Hân sẽ bao gồm đầu bắp, môn, thơm, cà chua và một ít giá. Cá chín rồi thì mình sẽ vớt cá ra và thêm môn vào nấu. Khi mà nước sôi trở lại thì mình sẽ cho đậu bắp vào. Đậu bắp thì có thể ăn sống được, cho nên là tùy cái sở thích và khẩu vị của mình. Cả nhà tiếp tục bỏ thêm các nguyên liệu còn lại như là cà chua, thơm và giá vào. Mình nêm nếm gia vị cho vừa ăn, rồi mình cho cá trở lại vào nồi. Mình nhắc nồi canh xuống, thêm một tí xíu rau thơm và ớt là nồi canh của mình đã hoàn thành rồi đó. Tiếp theo sẽ là món cá kho bần. Cá lúc nãy mình đã ướp rồi, bây giờ mình bắt lên bếp kho với lửa liu riu. Mình thêm vào một tí xíu nước và kho cho đến khi thịt cá săn lại. Cá đã săn lại có màu rất là đẹp.
chúng ta tiếp tục thêm khoảng 4 đến 5 muỗng canh nước cốt bần và tiếp tục kho lửa liu riu cho đến khi gần cạn nước là nhắc xuống. Các món ăn đã hoàn thành, chúng ta cùng thưởng thức thôi nào. Chúc cả nhà ngon miệng nha. Cảm ơn cả nhà đã cùng theo dõi video. Hẹn cả nhà ở các video tiếp theo. Cái này thì chắc hồi xưa người ta đi ghe, người ta không có me, người ta hái bần, người ta nấu cái ngon quá, đồn quá luôn. Hồi xưa mình còn xuồng, ba cũng hái cho con mấy trái mà. Ừ, hái ăn. Nó chua chua, ngọt ngọt, cũng ngon. Nhưng mà bây giờ bằng chín thì có sâu lắm mà. Giờ nó có con rùi được ra trái nó ăn thì nó bị cắn. Dạ, nó mặc dù nó đập trái, tại vì nó đụng thẳng vào cái cuốn. Nó bỏ ra trong cái cuốn, đi sâu vào trong cái cuốn, nó chưa thì nó ít, bây giờ nó nhiều, con nó nhiều lắm. Lâu lắm rồi ta đâu có ra sông nữa đâu. Không có xuồng cái nhà đâu đi mua xuồng ra trong đó nhờ bà giao cái xuồng đó.